gần đây một bà cụ một cụ bà không biết phải nhập viện do tai biến mạch não não phải thở máy và tình trạng rất khó khăn hai người con của bà tính toán số tiền chữa trị quá tốn kém ảnh hưởng đến tài chính của cả gia đình và nếu có cơ hội sống bà sẽ tàn tật cuộc sống sẽ khổ chất khổ thân và khổ tâm một người con còn lại có lẽ do đạo đức nên không muốn dừng máy thở bác sĩ chờ quyết định của các con bà trong trường hợp này ta có thể sử dụng trí tuệ của vật pháp quyết định như thế nào cái vụ mà rút ống thở đó sư có nói một đôi lần sư hỏi quý vị nha khi mà mình rút ống thở đó có phải là do mình quyết định chấm dứt sự sống của một người cho nên mình mới rút ống thở có hay không có nếu không có mình đâu có rút mình có ý định chấm dứt sự sống của một người cho nên mình mới rút ống thở mà như vậy đó là mình đã đủ trọn vẹn các chi phần của giới sắc sạch tức là khi mình rút ống thở là phạm giới sát sanh cụ thể ở đây là giết người mà giết người là nặng nhất trong số đó, đó mà nếu như cái người rút là con ấy con mà rút ống thở cho mẹ đó, hoặc là vì lời nói hành động hoặc sự gợi ý của nó mà người khác rút ống thở ví dụ như uh, nó không có nó không có tự tay rút nhưng mà nó gợi ý cho người khác làm nhìn bằng thân hoặc là bằng khẩu uhm. thì khi người khác rút ống thở nó ngay lập tức phạm ngũ nghịch tức là phạm tội giết mẹ cho nên cẩn thận cái vụ này cẩn thận cái vụ này cho nên nếu quý vị hỏi cái lời khuyên của sư thì trong những trường hợp như vậy có thể không tham dự không ý kiến là tốt nhất là tốt nhất bởi vì mình tránh tránh vì hành động hoặc lời nói của mình mà nó dẫn đến cái chết của một người mà nếu như đó là mẹ của mình ấy phạm ngũ nghịch ừ. có những ai muốn làm gì thì làm tôi không ý kiến là tốt nhất là tốt nhất còn à, quý vị nếu quý vị hỏi mình nếu như trong trường hợp à, của mình thì sao trong trường hợp của mình thì sao thì mình không làm gì hết mình không làm gì hết à, và mỗi chúng sanh có nghiệp của mình mỗi chúng sanh có nghiệp của mình đấy à, nó chỉ sư chỉ có thể nói như vậy thôi và nhớ dùm nhớ dùm đừng bao giờ đừng bao giờ để hành động hoặc lời nói của mình là gợi ý cho việc chấm dứt sinh mạng của người khác và đừng bao giờ đừng bao giờ chấm dứt sinh mạng của bất cứ ai còn chúng sanh từ có nghiệp của mình khi mình không giúp được thì an trú trong tâm xã và để chúng sanh tự theo nghiệp Còn quý vị hỏi là thấy chết không cứu Thấy chết không cứu thì có phạm ác nghiệp hay không Thì quay trở lại bữa vấn đáp ngày hôm trước Sư có trả lời câu hỏi tương tự Thấy chết không cứu thì có tạo nghiệp hay không ừ. Cái quan trọng vẫn là ở tâm của mình